Xin chào tất cả khán giả của kênh Bình Luận Viên Anh Quân News. Hy vọng các bạn đã có một ngày Giáng sinh ấm áp và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Sau đêm Noel sẽ là ngày Boxing Day và ngay trong hôm nay, người hâm mộ chúng ta sẽ được nhận những món quà từ các trận đấu hấp dẫn từ Premier League. Và tất nhiên không thể không kể đến trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tại AFF Cup 2020. Bên cạnh đó, những chuyển động mới nhất của thị trường chuyển nhượng cũng sẽ được chúng tôi mang đến cho các bạn trong bản tin hôm nay. Cùng đến với mục điểm tin ngay thôi. Steven Gerrard dương tính với Covid-19. Man United gửi lời đề nghị đầu tiên ở thương vụ Haidara. Bayern sắp nổ bom tấn Rafinha. Tuchel có 241 triệu bảng để mạnh tay mua sắm. Có lẽ trước khi nào lượt trận Boxing Day tại Premier League lại diễn ra trong sự lo lắng của các câu lạc bộ lẫn người hâm mộ như lúc này, bởi tình hình dịch bệnh tại Anh vẫn cực kỳ phức tạp với sự xuất hiện của biến chủng virus mới. Thời gian qua, không ít đội bóng đã phải tiếp nhận những ca mắc nhiễm mới trong nội bộ và cái tên tiếp theo được Kovi ghé thăm chính là huấn luyện viên của Aston Villa. Thông báo mới nhất của đội chủ sân Villa Park cho biết huấn luyện viên Gerrard đã dương tính với Covid-19. Aston Villa xác nhận huấn luyện viên Steven Gerrard không thể tham dự hai trận đấu ở Premier League với Chelsea và Leeds United vì phải cách ly sau khi nhiễm Covid-19. Như vậy, Aston Villa sẽ thi đấu mà không có sự chỉ đạo của huấn luyện viên trưởng. Đây sẽ là thử thách cực kỳ khó khăn dành cho cầu thủ từ khi nhậm chức ở sân Villa Park hôm 11 tháng 11. Huyền thoại của Liverpool đã giúp đội bóng thắng 4 trong 6 trận. Trước khi Gerrard nhiễm virus, Aston Villa đã phải hoãn đá trận gặp Burnley cuối tuần trước do bùng dịch trong phần đội 1 của câu lạc bộ. Không chỉ Aston Villa bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi Covid, mà trận đấu giữa Tottenham và Crystal Palace diễn ra vào đêm nay cũng có nguy cơ bị hoãn vì dịch bệnh. Trang Football London cho hay Crystal Palace vừa ghi nhận 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 khi xét nghiệm các nhân viên của họ. Sau khi huấn luyện viên Patrick Vieira xác nhận một trong những cầu thủ của mình đã nhiễm Covid-19 vào ngày 24 tháng 12. Crystal Palace được cho là đã hạn chế việc di chuyển đến một khách sạn ở London, nơi họ thường đóng quân vào ngày lễ Giáng sinh vừa qua, để chờ thông báo hoãn trận làm khách của Tottenham từ ban tổ chức của Premier League. Nếu trận đấu giữa Tottenham và Crystal Palace bị hoãn, đây sẽ là trận đấu thứ tư của vòng 19 Premier League không thể diễn ra vì dịch Covid-19 bùng phát. Tổng cộng đã có 25 trận đấu trong dịp Boxing Day năm nay tại 4 giải đấu của nước Anh bị hoãn do dịch Covid-19. Với tình hình phức tạp như hiện nay, rất có thể sẽ có thêm nhiều cuộc đấu nữa không thể diễn ra như dự kiến. Tờ The Athletic cho hay, huấn luyện viên Drap Ranić đã xác định Amadou Haidara của Leipzig là bản hợp đồng bổ sung tuyến giữa cho Man United ở kỳ chuyển nhượng mùa đông vào tháng 1. Theo đó, ban lãnh đạo của Man United vừa gửi lời đề nghị trị giá 30 triệu bảng đến đội bóng nước Đức. Đội chủ sân Old Trafford đang rất hy vọng sẽ có được chữ ký của cầu thủ 23 tuổi ngay trong phiên chợ đông. Haidara hiện có phong độ khá tốt trong báo cáo của RB Leipzig, quy đó cần bổ sung nhân sự cho tuyến tiền vệ. Cũng theo The Athletic, huấn luyện viên Ranić đã nhắm Declan Rice của West Ham và Jude Bellingham của Dortmund trước đó. Nhưng với việc West Ham hết giá quá cao Rice, còn Bellingham còn quá nhiều đối thủ cạnh tranh, huấn luyện viên Ranić đã chọn Haidara, mục tiêu vừa túi tiền và vẫn còn tiềm năng để phát triển. Ngoài Haidara, huấn luyện viên Ranić cũng đang muốn đẩy nhanh kế hoạch chiêu mộ Florian Wirtz từ Leverkusen. Theo tờ The Sun, tiền vệ 18 tuổi này được xem như mục tiêu số 1 của chiến lược gia người Đức ở phiên chợ đông sắp tới. Florian Wirtz được mô tả như một tiền vệ trẻ xuất sắc của bóng đá Đức trong nhiều thập kỷ. Cầu thủ sinh năm 2003 từ lâu đã được một số ông lớn của châu Âu dòm ngó, tuy nhiên Wirtz không vội vã ra nước ngoài thi đấu mà ưu tiên phát triển khả năng của mình ở Bundesliga. Huấn luyện viên Ranić đang thúc giục ban lãnh đạo Man United nhanh chóng mang Wirtz về sân Old Trafford với lời đề nghị chuyển nhượng lên đến 60 triệu bảng. Chiến lược gia 63 tuổi có niềm tin tài năng bóng đá Đức này khó có thể từ chối cơ hội để trở thành ngôi sao ở nhà hát của những giấc mơ, cũng như Quỷ Đỏ sẽ không phải chịu thiệt khi đầu tư vào thương vụ này. Nguồn tin từ Man United cho hay lãnh đạo câu lạc bộ rất hy vọng Drap Ranić có thể giúp họ ký những bản hợp đồng chất lượng ở Bundesliga, nơi nổi tiếng sản sinh ra nhiều tài năng trẻ của bóng đá thế giới. Theo Andre Curry, người đại diện uy tín làm bóng đá thế giới vừa tiết lộ rằng Edinson Cavani đang cảm thấy không hạnh phúc ở nửa đỏ thành Manchester. Ngoài ra, Cavani được cho là hứng thú với việc thi đấu cho Barcelona trong tương lai khi rời Man United. Nếu không thể cập bến sân Camp Nou trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, tiền đạo người Uruguay có thể gia nhập câu lạc bộ Corinthians tại Brazil. Đây là điều khá bất ngờ bởi Cavani được rất nhiều đội bóng châu Âu chào đón. Cụ thể, Curry nói rằng Cavani đang cảm thấy không hạnh phúc ở Manchester United. Tôi hiểu cậu ấy khá rõ bởi chúng tôi đã suýt đưa cậu ấy đến Palmeiras lần trước. Cavani sở hữu một trang trại ở Uruguay và thích ở gần nhà. Vì vậy, có thể có một số khả năng liên quan đến biến đỗ tương lai của cậu ấy.
Nếu cậu ấy không còn lựa chọn nào khác khi Barcelona hoặc câu lạc bộ nào lớn ở Champions League không đưa ra lời đề nghị chuyển nhượng nào, tôi nghĩ cơ hội để thương vụ cậu ấy sang Corinthians hoàn toàn có thể xảy ra. Theo tờ TNT Sport của Brazil khẳng định, Bayern Munich đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ chân chạy cánh Rafinha của Leeds United với mức phí chuyển nhượng khoảng 50 triệu euro. Hùng xám sẽ có sự phục vụ của tiền vệ 25 tuổi ngay trong tháng 1 sắp tới. Tất cả chỉ còn chờ cái gật đầu của ban lãnh đạo Leeds United. Rafinha sẽ là sự thay thế hoàn hảo cho Kingsley Coman, người được cho là sẽ rời Bayern Munich trong thời gian tới. Tiền vệ người Brazil được xem là một trong những ngôi sao chạy cánh hay nhất hiện tại ở Premier League. Ở mùa giải hiện tại, dù Leeds đang sa sút không phanh, nhưng cá nhân Rafinha vẫn tỏa sáng đều đặn với 8 bàn thắng sau 16 trận ra sân cho đội bóng vùng phía tây Yorkshire. Nếu Leeds bán Rafinha cho đương kim vô địch Bundesliga, câu lạc bộ đầu tiên của Rafinha là Avaí ở Brazil sẽ nhận được 1,5 triệu euro. Lý do là bởi Avaí từng có giao kèo sẽ được hưởng khoản lợi này khi bán anh vào năm 2019. Erling Haaland là một trong những cái tên hot nhất thị trường chuyển nhượng. Hiện không ít ông lớn đã công khai bày tỏ mong muốn chiêu mộ chân sút người Na Uy và sẵn sàng trồng tiền tấn lên bàn đàm phán để nhận được cái gật đầu của Dortmund. Manchester City cũng là một trong số câu lạc bộ đó. Tờ Manchester Evening News đưa tin, đương kim vô địch Premier League đã lên danh sách bán 4 cầu thủ để gom tiền dành chữ ký của Haaland. Huấn luyện viên Pep Guardiola rất cần một chân sút hàng đầu có mặt ở Etihad sau khi không thể làm điều đó ở phiên chợ hè 2020. Erling Haaland được xác định là mục tiêu khi điều khoản giải phóng 75 triệu euro của chân sút người Na Uy có hiệu lực vào hè tới. Tuy nhiên, tổng chi để ký Haaland là con số lớn và Man City cần bán một số cái tên để gom ngân sách. Cái tên đầu tiên đã được xác nhận rời đi chính là Ferran Torres và Man City nhận được 55 triệu euro cho thương vụ này. Ba cầu thủ hiện đang thi đấu theo dạng cho mượn cũng có được lựa chọn bán đứt vào cuối mùa. Cụ thể, Pedro Porro có thể gia nhập Sporting với giá 9,5 triệu euro. Sancho có thể sở hữu Itakura với giá 5,9 triệu euro và Bournemouth có thể mua đứt Morgan Rodgers với giá 10,6 triệu euro. Nếu cảm thấy chưa đủ tiền thì Man City có thể cân nhắc việc bán cầu thủ tiếp với bạn hàng Barca bởi Blaugrana được cho là đang nhăm nhe một cầu thủ khác của Man City. Theo nhà báo Dean Jones của tờ Eurosport, ban lãnh đạo đội chủ sân Camp Nou vẫn chưa từ bỏ tham vọng chiêu mộ Raheem Sterling. Nhà báo của tờ Bleacher Report tiết lộ Xavi rất coi trọng tài năng của Sterling. Việc Torres và Sterling đều làm việc với Pep Guardiola sẽ giúp cả hai không mấy khó khăn trong việc hòa nhập với đối chơi gần như tương đồng tại Barca dưới thời của Xavi. Sterling hiện vẫn còn hợp đồng với Man City đến năm 2023, nhưng tiền đạo người Anh vẫn chưa chịu đặt bút ký vào bản hợp đồng mới. Trong trường hợp Sterling tiếp tục trì hoãn gia hạn hợp đồng, Man City sẽ buộc phải bán anh để tránh mất trắng. Ban lãnh đạo đội chủ sân Etihad bắt đầu cởi mở hơn trong thời gian gần đây, còn Sterling cũng sẵn sàng lắng nghe các lời đề nghị từ các đội bóng khác. Vấn đề nằm ở khả năng tài chính của Barca khi câu lạc bộ này vẫn còn đối mặt với số nợ khổng lồ. Nợ chồng chất là thế, nhưng đội chủ sân Camp Nou lại tỏ ra rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Theo Sport, Barcelona vẫn tiếp tục theo đuổi kế hoạch chiêu mộ Christensen. Được biết, Blaugrana từng có kế hoạch chiêu mộ Christensen vào tháng giêng. Tuy nhiên, tham vọng của họ phải tạm gác lại vì lục đục nội bộ và cuộc bầu cử chủ tịch mới. Còn hiện tại, đây là thời điểm thích hợp để thương vụ này có khả năng thành công cao khi ngôi sao 25 tuổi từng nhiều lần từ chối gia hạn hợp đồng với Chelsea. Dĩ nhiên sẽ không dễ cho Barca khi hai đối thủ khác là Juventus và Bayern Munich cũng được cho mong muốn có sự phục vụ của trung vệ này. Theo Football London tiết lộ, Chelsea sẽ có tới 241 triệu bảng để đi chợ trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới. Điều này đồng nghĩa huấn luyện viên Thomas Tuchel có thể thoải mái mua sắm để hướng tới ngôi vô địch Premier League và bảo vệ danh hiệu Champions League. Nhiều khả năng chiến lược gia người Đức sẽ nhắm đến những ngôi sao phòng ngự bởi các trung vệ của Chelsea sẽ đáo hạn hợp đồng vào mùa hè năm sau. Ngoài ra, Chelsea cũng dự kiến có thể bổ sung thêm một tiền đạo khi Lukaku gây thất vọng. Nhưng trước khi nghĩ đến việc mua sắm đầu năm mới, huấn luyện viên Tuchel và các học trò sẽ phải vượt qua những trận đấu khó nhằn tại Premier League, đặc biệt là cuộc đối đầu với Liverpool vào tuần sau. Mới đây, Chelsea đã nhận tin không mấy vui khi lữ đoàn đỏ sẽ không mất đi ngòi nổ nguy hiểm nhất của họ với Can Cup. Liverpool đã đạt được thỏa thuận với đội tuyển quốc gia Ai Cập về việc để ngôi sao Salah chạm mặt với Chelsea và sẽ lập tức quay về đội tuyển ngay khi trận đấu kết thúc. Theo đó, đội chủ sân Anfield ngỏ ý muốn Salah tập trung muộn hơn các đồng đội còn lại. Liverpool cũng đang đàm phán với những người đứng đầu của tuyển Senegal cũng như Guinea và hy vọng sẽ nhận được kết quả tương tự cho bộ đôi Sadio Mane và Naby Keita. Nếu thành công, Liverpool sẽ có đội hình gần như mạnh nhất để hành quân đến sân Stamford Bridge vào ngày 2 tháng 1 sắp tới. Và đó là thông tin mới nhất của bóng đá thế giới trong vài giờ qua. Chúc các bạn có một buổi tối chủ nhật cuối cùng của năm nhiều niềm vui và đừng quên cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt về. Xin chào và hẹn gặp lại!